của mình. Chào mừng thầy cô và tất cả các bạn hãy với chương trình rung chuông vàng của lớp D12A. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu về khóa giáo dục tiểu học. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Để không ra các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta đến thể với câu hỏi đầu tiên. Câu 1. Khóa giáo dục tiểu học của trường Đại học Sư phạm Đại học Huế được thành lập vào ngày tháng năm nào? Đến với câu 3. Phó khoa giáo dục tiểu học hiện nay là ai? Đáp án của câu số 3 chính là tiến sĩ Tân Thị Quỳnh Nga. Cô là người đã tâm lý và thấu hiểu học sinh, cô sinh viên. Chuyện này của cô chính là lý luận và phương pháp dạy học môn văn và tiếng Việt. Đến với câu thứ 4. Đáp án của câu này chính là câu lạc bộ kỹ năng cà phê hương. Chúng tôi tất cả các bạn. Câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay chính là giảng viên hướng dẫn của lớp D12A. Không những về Đại học Sư phạm Đại học Huế.